Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là admin của kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Chúc tất cả các bạn có những phút giây thật là vui vẻ. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, lá mơ đã được con người sử dụng từ lâu đời vì những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và nhiều công dụng chữa bệnh. Loại thảo mộc này có đặc tính kháng virus, chống tiêu chảy, chống ung thư, chống ho và chống viêm. Và theo y học cổ truyền, lá mơ có vị đắng, tính mát. Lá mơ thường được sử dụng để chữa các chứng bệnh phong thấp, đau nhức, đau bụng, kiết lỵ, phùng thủng, đầy bụng, ho đàm, viêm phế quản, chậm tiêu, trẻ nhỏ suy dinh dưỡng và rất nhiều bệnh khác. Nhưng ngày hôm nay, mình xin được chia sẻ cho các bạn một cách chữa bệnh gút tại nhà bằng lá mơ, rất là đơn giản và hiệu quả, mang lại rất là tốt các bạn nhé. Nghe thì có vẻ lạ nhưng tác dụng của nó mang lại thì chính là tuyệt vời. Và để có các cách chữa bệnh gút tại nhà bằng lá mơ này thì chúng ta cần phải chuẩn bị 50g lá mơ, đã bao gồm cả phần dây mơ. Dây mơ ở đây tức nghĩa là phần thân của cái mơ các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ phải rửa sạch và ngâm với nước muối loãng để cho lá mơ và cái phần thân của nó được sạch sẽ. Sau khi các bạn đã sơ chế sạch thì chúng ta sẽ phải thái nhỏ lá mơ ra. Bây giờ thì các bạn sẽ đem phơi khô, hoặc là để nhanh hơn thì các bạn có thể cho vào một cái chảo và các bạn xào. Có cái chảo này các bạn không cho mỡ gì nhá, để không thấy các bạn xào xào vàng ấy. Xào vàng là trong đó bạn xào cho lá mơ và cái thân lá mơ này nó khô và nó héo đi là được. Để lúc này thì sử dụng rất là đơn giản. Các bạn hãy dùng 50g lá mơ đã khô này, đem sắc cùng với 3 bát con nước. 3 bát con ở đây là 3 cái bát mà mình đựng cơm ăn hàng ngày các bạn nhé. Sau khi các bạn sắc xong thì chúng ta sẽ lọc lên mình phần nước và các bạn có thể sử dụng. Và cách áp dụng thì rất là đơn giản. Các bạn hãy chia ra uống làm 3 lần trong một ngày, sáng, trưa và tối. Chúng ta sẽ uống trước khi ăn các bạn nhé. Như thế sẽ đạt hiệu quả được cao nhất. Và lưu ý, chỉ nên làm và sử dụng luôn. Chúng ta không nên làm nhiều để dự trữ. Các bạn nên làm đủ dùng cho một ngày. Có nghĩa là cứ 50g lá mơ và thân lá mơ khô, các bạn sẽ sắc với 3 bát con cơm lại nước lọc của chúng ta. Và để có tác dụng tốt nhất thì chúng ta nên áp dụng thường xuyên. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa bệnh gút tại nhà bằng lá mơ. Mình mong rằng video này giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, lá mơ đã được con người sử dụng từ lâu đời vì những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và nhiều công dụng chữa bệnh. Loại thảo mộc này có đặc tính kháng virus, chống tiêu chảy, chống ung thư, chống ho và chống viêm. Và theo y học cổ truyền, lá mơ có vị đắng, tính mát. Lá mơ thường được sử dụng để chữa các chứng bệnh phong thấp, đau nhức, đau bụng, kiết lỵ, phùng thủng, đầy bụng, ho đàm, viêm phế quản, chậm tiêu, trẻ nhỏ suy dinh dưỡng và rất nhiều bệnh khác. Nhưng ngày hôm nay, mình xin được chia sẻ cho các bạn một cách chữa bệnh gút tại nhà bằng lá mơ, rất là đơn giản và hiệu quả, mang lại rất là tốt các bạn nhé. Nghe thì có vẻ lạ nhưng tác dụng của nó mang lại thì chính là tuyệt vời. Và để có các cách chữa bệnh gút tại nhà bằng lá mơ này thì chúng ta cần phải chuẩn bị 50g lá mơ, đã bao gồm cả phần dây mơ. Dây mơ ở đây tức nghĩa là phần thân của cái mơ các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ phải rửa sạch và ngâm với nước muối loãng để cho lá mơ và cái phần thân của nó được sạch sẽ. Sau khi các bạn đã sơ chế sạch thì chúng ta sẽ phải thái nhỏ lá mơ ra. Bây giờ thì các bạn sẽ đem phơi khô, hoặc là để nhanh hơn thì các bạn có thể cho vào một cái chảo và các bạn xào. Có cái chảo này các bạn không cho mỡ gì nhá, để không thấy các bạn xào xào vàng ấy. Xào vàng là trong đó bạn xào cho lá mơ và cái thân lá mơ này nó khô và nó héo đi là được. Để lúc này thì sử dụng rất là đơn giản. Các bạn hãy dùng 50g lá mơ đã khô này, đem sắc cùng với 3 bát con nước. 3 bát con ở đây là 3 cái bát mà mình đựng cơm ăn hàng ngày các bạn nhé. Sau khi các bạn sắc xong thì chúng ta sẽ lọc lên mình phần nước
và các bạn có thể sử dụng. Và cách áp dụng thì rất là đơn giản. Các bạn hãy chia ra uống làm 3 lần trong một ngày, sáng, trưa và tối. Chúng ta sẽ uống trước khi ăn các bạn nhé. Như thế sẽ đạt hiệu quả được cao nhất. Và lưu ý, chỉ nên làm và sử dụng luôn. Chúng ta không nên làm nhiều để dự trữ. Các bạn nên làm đủ dùng cho một ngày. Có nghĩa là cứ 50g lá mơ và thân lá mơ khô, các bạn sẽ sắc với 3 bát con cơm lại nước lọc của chúng ta. Và để có tác dụng tốt nhất thì chúng ta nên áp dụng thường xuyên. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa bệnh gút tại nhà bằng lá mơ. Mình mong rằng video này giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.